Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay em xin phép được làm một video về chiếc máy xay thịt mini đa năng này. Thì chiếc máy này là chiếc máy xay đa năng. Đây là dòng 750W. Đây thông số motor là 750W. Và chiếc dao bên trong là dao hai lưỡi. Hôm nay em đã chuẩn bị trước là 1 kg tỏi đã bóc sẵn. Bây giờ em sẽ xay bằng chiếc máy xay thịt đa năng này. Nó là một chiếc máy xay đa năng. Chúng ta có thể xay được rất nhiều thứ. Thịt cá, cua hay là tỏi, cơm riềng rất là ok đấy. Đầu tiên thì chúng ta nên thử máy một chút xíu. Chúng ta bật máy lên thì máy chạy rất là êm ái, bắt đầu chúng ta cắt đi. Đây là một chút tỏi em cho vào, bây giờ chúng ta bắt đầu xay. Quý vị đừng cho một lúc nhiều quá là sẽ bị kẹt dao, chúng ta không xay được. Chúng ta sẽ cho ít một. Lại cho thêm ít một. Máy này là xay rất nhanh, nó chỉ vài giây là nó đã rất là nhuyễn rồi, nên chúng ta không cần phải cho nhiều quá, chúng ta cứ cho nắm một vào. Khi chúng ta xay nó tương đối nhuyễn như vậy rồi, chúng ta sẽ đảo lại một chút xíu để cho cái lưỡi dao nó sẽ đảo lại lốt những củ nó còn sót lại, để cho tỏi mẻ, tỏi nó còn dư nhuyễn. Ok, như vậy là em đã xay xong mẻ tỏi 1 kg, nó chỉ hết tầm tất cả tạt chỉ rơi vào chưa đến 1 phút đâu. Quý vị các bạn có thể yên tâm, nó không lâu đâu. Ở đây chúng ta sẽ hướng gần một chút xíu đến cái nồi. Đây. Dạ vâng, quý vị các bạn có thể nhìn thấy thành quả chiếc máy xay khi chúng ta xay. Rất là nhỏ đấy, cái này để phục vụ đám cưới để xào nấu các thứ rất là ok ạ. Vâng. Chúng ta cứ tưởng tượng nó sẽ chậm nhưng mà thực tế không phải. Chúng ta cho ít một, tuy nhiên là nó sẽ chỉ mất tầm hơn 1 phút chút xíu là sẽ được 1 cân tỏi, 1 mẻ tỏi 10 cân. Khi mà xay hành thì nó cũng vậy thôi, thì hành nó rất là hăng, khi chúng ta dập bằng tay nó rất là cay mắt. Chúng ta dùng cái máy này sẽ rất là tiện đấy. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ số 0961 921 891 để được tư vấn và hỗ trợ sản phẩm máy xay đa năng này. Xin cảm ơn.